người nghệ sĩ, đó chính là phong cách biểu diễn để lại trong lòng người hâm mộ. Để tạo nên chữ ký đó, phải đi qua bao nhiêu vất vả để đạt được hiệu quả của đam mê. Ai sẽ đến đây hôm nay? Hãy cùng đến với Studio H9 hàng cuối tuần. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyên thế giai sĩ già lẻ. Ngay cả khi anh ác nhất thì cái vai của anh vẫn hài. Trong nghệ thuật mà mình giống một ai đó coi như là mình bản sao của họ rồi. Ủa cái anh này sao mấy bữa nay mình coi ảnh là hầu như không có vai hiền. Lúc đó người ta nhớ đến Đại Nghĩa là vai con lương. Nhân vật trong trailer vừa rồi thì để lại ấn tượng gì trong quý vị ạ? À? Đối với Tùng, nếu như là ấn tượng mạnh nhất thì đó chính là con cá mặt ngu. Xin được phép chào quý vị cùng đến với chương trình ngày hôm nay cùng với nghệ sĩ Đại Nghĩa. À, Nghĩa xin chào tất cả quý vị khán giả và chào Tùng Leo. Anh Đại Nghĩa ở trong lòng Tùng đó là một nghệ sĩ rất đặc biệt. Và đây cũng chính là một trong những cái biểu hiện về một cái khối Rubik rất là nhiều màu. Anh Nghĩa có thể hô biến mình ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện về điều đó. Tuy nhiên để đúng format thì chúng ta sẽ cùng đến với từ khóa để giới hạn lại câu chuyện trong một cái khoảng thời gian ngắn ở trên sóng truyền hình. Xin mời quý vị. Phản diện. Thiệt ra thì nếu mà nói nhiều cái lĩnh vực khác nhau thì em nghĩ sẽ cần nhiều thời gian hơn và cần nhiều cuộc gặp gỡ hơn. Nhưng mà khi mà ban biên tập hỏi em là đưa ra cái chủ đề nào cho riêng cuộc nói chuyện này thì em sực nhớ ra hai lần em gần anh nhất. Đó chính là hai cái vở kịch mới nhất của Intercap, là một là vở của trẻ con ngày xưa và một vở là Lê Văn Duyệt. Thì cả hai vở anh đều đóng vai phản diện hết. Vở đầu tiên thì phản diện dành cho con nít thì đôi khi nó cũng vui vui, nhưng dù sao thì cũng là vai vai ác. Còn cái vở Lê Văn Diệp thì quý vị đã nói rồi, quý vị coi trailer quý vị sẽ thấy là ác tới cỡ nào, đánh đập người dân gia đình rồi này kia ghê gớm lắm. Cho nên em nghĩ thôi, em quyết định chủ đề lần này là nói về những vai phản diện của anh. Nhưng trước hết thì em sẽ có một gói câu hỏi nhanh dành cho anh. Dạ, câu số 1, bắt đầu tham gia diễn xuất từ khi nào, vai diễn đầu tiên là gì? Năm 2000 trong vở Bí mật Vườn Lệ Chi, lúc đó là chỉ đóng vai dàn đồng ca là quần chúng thôi. Dạ, câu số 2, vai diễn yêu thích nhất của anh? Đến giờ phút này thì nhiều lắm, Sáu Lôi nè, Tám Tèo nè, Cá Mặt Ngu nè, Quỳnh Công Lý nè, Thầy Tư Tế nè, và còn nhiều nữa. Dạ, câu số 3, điều tự hào nhất về bản thân? Là mình được mọi người yêu mến bằng chính cái năng lực của mình. Câu số 4, nỗi sợ hãi nhất, lớn nhất của bản thân? Có thể xem như là Nghĩa không có nỗi sợ hãi lớn nhất đâu. Và câu cuối cùng, ước mơ hiện tại của anh? Ước mơ hiện tại là Nghĩa sẽ cùng với tất cả các anh em của sân khấu kịch Idicap á, sẽ có nhiều cái vở diễn hay, chất lượng để gửi đến cho quý vị khán giả. Dạ, yeah. Em rất là muốn biết về cái giai đoạn đầu của anh khi mà anh quyết định đi theo con đường nghệ thuật ạ. Bắt đầu thì anh cũng như bao nhiêu chàng trai, cô gái thời điểm đó, thanh thiếu niên là mình cứ mơ mộng và mình hơi một chút màu hồng, ảo tưởng một tí về cái thế giới nghệ thuật. Bởi vì lúc đó là trong cánh mắt của một đứa bé 14, 15 tuổi thì mọi cái này đều đẹp và lung linh cả. Nhưng mà anh có một cái cơ duyên may mắn là tầm khoảng năm 16 tuổi á, thì lúc đó anh có tham gia vào cái gọi là câu lạc bộ nghệ thuật diễn xuất điện ảnh của nhà văn hóa điện ảnh Tân Sơn Nhất. Thì lúc đó là thầy Cao Thụy, mà bây giờ thầy mất rồi, nghệ sĩ nhân dân Minh Đức bây giờ vẫn còn nè, và thầy Lân Bích là những người thầy đầu tiên, và có cả nghệ sĩ nhân dân Trà Giang nữa là những người thầy đầu tiên của anh, thì mở một cái lớp như vậy. Anh lúc đó là một cậu bé 16 tuổi, chân ướt chân ráo, mình dành dụm cái tiền sáng mỗi ngày của mình á để mình có tiền mình nó học phí, và mình cũng hoàn toàn không cho gia đình biết. Thì đi học như vậy trong khoảng 3 tháng thì sau đó gia đình mới biết, thì anh mới xin rằng thôi cho con được theo học cái lớp này coi như là một cái lớp ngoại khóa. Thay vì lúc đó thời điểm các thanh thiếu niên thời đó đó là đi học về sẽ đi chơi, ví dụ như là chơi patin, thời đó là đang rất thịnh hành chơi patin hoặc đi chơi đá banh, thì anh lại xin ba mẹ cho đi học một cái lớp nó về nghệ thuật diễn xuất điện ảnh nha, chứ không phải là sân khấu. Thì anh học và lúc đó anh mới phát hiện ra rằng đây đúng là cái môi trường mà mình thích, cái niềm đam mê mà bao lâu nay mình nó cứ tiềm ẩn trong lòng mình mà mình chưa biết gọi tên nó là cái gì, cái mình cứ hoang mang, mình có loay hoay, mình không biết cái nào là cái gì mình thích. Nhưng mà mình cứ hình dung hình như mình có một chút gì đó thích về nghệ thuật. Thì khi anh bước vào trong cái câu lạc bộ đó thì anh biết đây đúng rồi, đây đúng là cái công việc của mình trong tương lai. Và thế là anh cứ đi theo cái con đường đó, học 2 năm xong là anh được 18 tuổi. 18 tuổi thì lúc đó anh thi vào trường sân khấu điện ảnh. Anh học và ra trường rồi anh làm nghề tới nay. Và anh thấy rằng khi mình đã chọn đúng đường, mình chọn đúng cái nghề mà nó phù hợp với cái sở thích, cái đam mê của mình và cái khả năng của mình á, thì mình sẽ dễ có được những sự thành công.
quá tình là như vậy. Anh nói em mới nhớ là hồi đó em cũng không có định hướng đi theo nghệ thuật, mà may là em định hướng một cái nó cũng hơi giữa giữa, có là em thi kiến trúc thì dù sao nó cũng có nửa này nửa kia, chứ không thì là em cũng không biết gì về cái năng lực nghệ thuật của mình từ bé. Nhưng mà hồi đó em nhớ là ngay lập tức là anh vừa được cắt liền đúng không? Đúng rồi, anh em tốt nghiệp năm 99. Là anh cũng thuộc là giỏi đó. Năm 99 anh tốt nghiệp, thì đến năm 2000 thì anh được về EDCAP. Thật ra nó cũng có những cái nhân duyên của nó chứ không phải là tự nhiên mà người ta mời mình đâu. Bởi vì cái khóa anh học là cái khóa 1 của trường sân khấu điện ảnh mà hệ cao đẳng. Trước đó là trường là nghệ thuật sân khấu 2, là chỉ hệ trung cấp thôi. Thì anh là cái khóa đầu tiên. Thì trong khóa đầu tiên đó, ở bên lớp đạo diễn sân khấu á, có anh Vũ Minh, mà bây giờ thì anh cũng đã mất rồi. Đó, thì coi như là anh em học chung với nhau. Thì học chung những cái môn đại cương. Và lớp đạo diễn thì bao giờ cũng cần cái lớp diễn viên qua diễn giùm, hỗ trợ cho những cái bài thi của mình. Thì anh và Đức Thịnh của EDCAP á, thì thời đó là hai đứa học chung lớp với nhau, hai đứa bạn rất thân và học cũng khá trong lớp. Thì anh Vũ Minh anh hay mời hai đứa đi diễn cho những cái bài thi của anh trong lớp. Thì khi mà ra trường, anh Minh mời Đức Thịnh đầu tiên trong cái vở Kể Gác Đời, là cái vở tốt nghiệp của anh ấy. Lúc đó cần có một cái vai nhỏ nhỏ thì Thịnh là cái được mời đầu tiên. Thì qua năm sau, lúc mà anh Thành Lộc diễn cái vở Bí Mật Vườn Lệ Chi á, thì cần một cái dàn đồng ca, một cái dàn trẻ trẻ. Thì lúc đó các anh chị trong EDCAP cũng đều là những diễn viên tên tuổi hết rồi, thì đâu thể nào mà đóng những cái vai như vậy được. Nên cần những em mới mới. Thì lúc đó anh Minh mới nhớ ra, ngoài Đức Thịnh ra còn Đại Nghĩa nữa. Cũng là anh em gắn bó với nhau. Thì lúc đó anh Minh giới thiệu anh về EDCAP. Cho nên bước đầu tiên anh về EDCAP được á, là từ cái sự giới thiệu của anh Minh trong cái vở diễn của anh Thành Lộc. Hay quá. Em thì em chỉ nhớ là cái vở đó nó có nhắc tới hai ông Đinh Thắng và Đinh Phúc. Đinh Phúc. Cái cơ duyên mà anh đóng một trong hai vai đó nó cũng rất tình cờ. Ban đầu thật ra là anh đóng trong cái dàn đồng ca đứng phía sau á. Đứng quần chúng á. Nhưng mà rồi trong một cái xuất diễn, tại vì thời đó đó lúc anh là diễn viên trẻ, anh ham học lắm. Mà bởi vì đó là một cái thói quen của anh tới tận giờ này luôn. Khi không có vai của mình ở sân khấu, ở cái vở đó anh vẫn lên anh học. Bất kỳ một cái vở nào mà các anh chị thời đó diễn, anh đều lên ngồi bên cánh gà đó để coi. Coi không phải chỉ là với cái con mắt của một khán giả, mà là coi với con mắt của một người đang học nghề. Ngồi trong hậu trường để xem các anh chị lớn hóa trang luôn. Mà thời đó đó anh Châu á, anh cũng hay bắt. Anh bắt luôn á. Anh bắt là tụi bay phải lên coi mấy anh hóa trang. Coi tao vẽ da già nè. Rồi coi tao đóng da phản diện tao vẽ này nè. Bắt đứng cái bên coi vậy đó. Mà nhờ vậy mình học được rất nhiều thứ. Rồi ngồi bên cánh gà để coi. Và chính nhờ cái quá trình mà ngồi cánh gà từ đêm này qua đêm khác, anh thuộc tất cả các vai. Anh thuộc hết tất cả các vai luôn đó. Bí Mật Vườn Lệ Chi đúng không? Anh thuộc cả vai Nguyễn Trãi. Anh thuộc cái vai Tạ Thanh của anh Lộc nè. Anh thuộc luôn cái vai Thần Phi Nguyễn Thị Anh của chị Thanh Thủy luôn. Ngồi đêm này qua đêm kia mà mình còn diễn trong đó nữa. Và những vở khác cũng vậy. Cho nên đến một suất còn 5 phút nữa mở màn, thì lúc đó anh Trung Dân là trong vai Đinh Phúc. Anh Trung Dân bị nổi mề đay. Anh nổi mà anh nổi dề nổi hết lên trên mặt luôn rồi nè. Và không ra diễn được. Mà còn có 5 phút nữa mở màn thôi. Cái anh Lộc anh mới quay qua anh hỏi anh chứ, em ra diễn được không? Em thuộc vai không? Anh hỏi anh vậy đó. Cái nói dạ được. Tại vì anh thấy từ lúc tập cho tới lúc diễn đêm nào anh cũng ngồi anh coi say mê mà. Cho nên anh mới chọn anh luôn, anh hỏi là diễn được không? Dạ. Cái anh Lộc anh ngồi anh vẽ mặt cho anh. Anh hóa trang cho anh luôn. Anh vẽ con mắt, vẽ này vẽ kia. Rồi đẩy anh ra liền chỉ trong vòng 5 phút. Và khi anh ra anh diễn thì giống như là vai của mình vậy đó. Là bởi vì mình đã thuộc vai hết rồi. Cho nên là mình ra rất là ngọt ngào. Và từ đó về sau á, anh được mệnh danh là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyên thế giai sĩ già lẻ. Nhưng mà câu chuyện này nó hay ở chỗ này nè. Em nãy giờ em ngồi em nghe anh kể vẫn nguyên vẹn một cái sự say xưa rất là dữ dội. Và em tin đây nó giống như là một cái thành quả của đam mê vậy. Đúng rồi, tại vì đó là cái điều mà anh cũng hay dạy học trò của mình sau này á. Mình lấy đúng cái câu chuyện của mình ra để làm cho các em nhìn và học. Tức là nếu như các bạn không có đủ sự đam mê thì rất khó để có được sự thành công. Đam mê là một chuyện nhưng mà phải bằng cách nào để đạt được đam mê. Chứ bây giờ nói để gọi là đam mê thì nhiều người nói lắm. Tôi thích lắm, tôi mê lắm. Nhưng mà giờ hỏi làm sao để chạm được vào ước mơ, làm sao để chạm vào đam mê, không biết. Đó thì nó đó, ngồi hàng đêm như tôi ở sân khấu đi. Đúng. Ngồi bên cánh gà đi. Không phải chỉ là coi mà là còn là học. Tại vì sau mỗi xuất diễn biết không, rút ra được nhiều bài học lắm. Và đặc biệt là trong những cái buổi mà mình tập vở mới á, ví dụ thường thì người ta có vai người ta mới lên, người ta mới tập. Còn anh thì bất kỳ một cái buổi nào tập cũng đều có mặt anh. Anh coi tất cả các vai mà các anh chị phá. Tại sao? Các anh chị diễn cái vai đó hay. Khi chúng ta coi ngoài sân khấu đó là thành quả rồi. Nhưng cái quá trình để tạo được cái thành quả đó làm cách nào?
thì lúc trong quá trình tập anh coi á, bây giờ mình sẽ nói tới cái mặt ngu nè, cái vai đó nó đâu phải là vai thiếu nhi đầu tiên của anh hả? Không, vai thiếu nhi đầu tiên của anh trên sân khấu IDCAP trong chương trình ngày xưa lần thứ hai là vai con quạ đen trong cái vở Công chúa của trùng rừng. Yeah. Lúc đó thì khán giả chưa ai biết anh là ai đâu. Yeah. Nhưng mà khán giả đi coi thì về thích con quạ đen. Thì người ta chỉ biết là thích con quạ đen thôi chứ chả biết cái người đóng vai con quạ đen là ai. Yeah. Rồi sau đó một vài vở nữa thì đến cái vở Nàng Tiên Cá, anh đóng vai con Lương cùng với Đình Toàn là đóng vai con cá đuối á. Thì lúc đó là hai đứa đi một cặp với nhau. Thì lúc đó mọi người bắt đầu chú ý, ở IDCAP có một cái cặp diễn viên trẻ mà hai đứa hay đóng chung với nhau. Lúc đó người ta mới tìm coi cái người đó là ai. Thì lúc đó người ta mới bắt đầu biết đến gọi là có một diễn viên trẻ tên là Đại Nghĩa. Thì thật ra cái vai diễn đầu tiên mà người ta thích anh là vai con Lương, con Lương. Chứ không phải là vai cá mặt ngu đâu. Con Lương vậy đó. Lúc đó người ta nhớ đến Đại Nghĩa là vai con Lương. Trên cái con đường đi của mình á, thì đến cái đoạn nào là anh ý thức được cái nét cá nhân của mình? Khoảng một vài năm đầu tiên nha, lúc đó khi mình diễn á, có nhiều khán giả nói lắm, mình giống anh Vũ, cố nghệ sĩ anh Vũ nè. Tại vì cũng hơi móm móm. Dạ. Đó, cái sự lanh miệng, cái sự hoạt ngôn cũng rất giống anh Vũ nè. Rồi sau đó người ta lại nói anh giống anh Trung Dân. Yeah. Giống thầy Minh Nhí nè. Rồi nói giống anh Minh Trí nữa kìa. Mà trong khi anh Minh Trí là kép đẹp ngời ngời vậy đó mà cũng nói mình giống anh Minh Trí đó. Tức là mỗi người mình bị giống một chút. Lúc đó mình rất là khó chịu, mình không vui. Yeah. Bởi vì mình nói rằng trong nghệ thuật mà mình giống một ai đó coi như là mình bản sao của họ rồi. Nhưng mà bởi vì không thể nào khác được, là vì mình diễn chung với các anh ấy hàng ngày. Mãi đến tầm khoảng 5 năm sau anh nói thật, từ năm 2000 anh về đi cáp đến tầm khoảng năm 2005-06 thời điểm đó đó nha, lúc đó mình mới có định hình được cho mình một cái gì đó riêng. Vì sao? Vì như nói ban đầu, khi mình còn là một diễn viên trẻ ngơ ngơ ngác ngác về, mình như là một trang giấy trắng á. Dạ. Thì mình thấy cái gì hay mình cũng chép vào hết á. Ừ. Nhưng mà rồi khi mình đã vững hơn rồi, mình đã dày dạn hơn rồi, thì lúc đó mình bắt đầu mình có sự chắt lọc, cũng như là mình tìm thấy được những cái của riêng mình. Em thì em sẽ nói với anh về ba cái nét riêng của anh mà em nhìn theo cách nhìn của em. Điều đầu tiên, ấn tượng đầu tiên của em khi mới gặp anh ở IDCAP ở giai đoạn đầu, em nghĩ anh là một nghệ sĩ trẻ có đài từ tốt nhất thời điểm đó. Có nghĩa là giọng anh cực kỳ vang và rõ so với những diễn viên khác vào thời điểm đó. Em rất ấn tượng về điều này, bởi vì này cũng khó người có. Tại vì ngay cả mình học á, mà mình không đủ hơi mình cũng không làm được. Em đó là ngày xưa mà em mà quen anh là em hỏi anh có đi học hát không, tại vì giọng anh rất là dày. Đó là cái ấn tượng đầu tiên. Cái ấn tượng thứ hai á, là khi anh đóng á, cái độ bén của anh nó rất là dữ dội. Có nghĩa là cái này không biết nói sao để quý vị hiểu dùng Tùng. Có nghĩa là bén, nghĩa là như vậy nè, nghệ sĩ họ có khả năng vuốt cái vai đó một phát, một nó sẽ ra liền cái nét đó. Có nhiều người ta đồ đi đồ lại nó vẫn không ra cái nét đó, thì anh nhấn cái vai rất tốt. Cái khả năng nhấn vai của anh là cái điểm nào anh nhấn một phát nó sẽ ra, thì em cho là cái đường kiếm đó của anh rất bén. Cái điều thứ ba là gần đây nhất thì em thấy nè, anh tạo ra được một cái dấu ấn ở chỗ là ngay cả khi anh ác nhất thì cái vai của anh vẫn hài. Có nghĩa là anh không làm cho người ta bị căng thẳng với cái vai của anh. Đó là một cái bề dày. Thực ra để làm được cái điều thứ ba như Tùng nói á, là ngày xưa anh cũng đã xem và học được từ những anh lớn á. Tại sao? Trong những cái vai nghiêm túc nhất hoặc là phản diện nhất thì nó vẫn làm cho mình cảm thấy thoải mái, không có bị căng quá như sợi dây đàn. Yeah. Đó. Thì khi một nghệ sĩ họ đã có quá nhiều kỹ thuật rồi, họ lắp được hết cái phần kỹ thuật đó, họ không để cho người ta thấy cái kỹ thuật, mặc dù cái kỹ thuật nó vẫn là cái tiềm ẩn bên trong, nó là cái cốt lõi cho cái vai diễn, nhưng mà người ta nhẹ nhàng phủ lên nó một cái lớp áo nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là đời. Thì khi đó vừa là một cái kỹ thuật cộng với một cái gì đó nhẹ nhàng, nó tạo thành một cái sự hòa quyện tuyệt đối. Và đó là cái điều mà anh đã học từ khi anh còn là một diễn viên trẻ. Yeah. Nhưng mà học thì biết vậy, nhưng mà để biến nó thành một cái gì đó của mình, vai diễn của mình, thì nó không dễ. Yeah. Đó, thì cũng đến một cái thời điểm nào đó khi mình đã đủ cái độ chín mùi của mình, thì mình sẽ thẩm thấu được những cái bài học mà trước đây mình đã từng học, mình đã từng chiêm nghiệm, và bây giờ mình đã làm được điều đó. Yeah. Kể cả trong một cái vai chính kịch hay trong một cái vai phản diện gì đó, anh rất thích tìm những cái nét mà nó không như người ta nghĩ. Yeah. Có nghĩa là sao? Ví dụ như em thấy trong cái vai phản diện đi, cái chỗ đó mình diễn một cái nét mà người ta sẽ phải bật cười, mặc dù vẫn đang rất nghiêm túc. Chứ không phải là mình tôi cố tình tôi làm trò. Mà chắc anh thích anh làm tốt quá, cho nên là em thấy dạo này người ta giao vai ác cho anh không à. Đây, phản diện. Quý vị tưởng tượng là hôm đó Tùng coi Lê Văn Duyệt, thì Tùng bắt đầu Tùng sâu chuỗi lại nói, ủa cái anh này sao mấy bữa nay mình coi ảnh hầu như không có vai hiền.
Thì tại vì bây giờ em nghĩ đi, nhất là bây giờ thời điểm này EDCAP, anh với Đình Toàn là coi như là hai đứa đóng một cái vai trò nó cũng khá quan trọng. Thì bây giờ Toàn nó là đạo diễn, ví dụ như mấy chương trình ngày xưa đi, Toàn là đạo diễn, nó đóng vai chánh. Thì bây giờ làm sao, cái vai còn lại thì làm sao, phải phản diện cái tuyến mà đối nghịch, nó phải là một cái đúng thế anh. Cân bằng. Nhưng mà thiệt ra là đóng được cái vai đối trọng là khó nha anh. Anh nói em mới thấy, ví dụ như mình giao cho một cái bạn trẻ hơn không có đủ sức thì tự nhiên thấy nó cán cân nó vậy. Mà trong khi về mặt nguyên tắc là kẻ phản diện mạnh bao nhiêu, kịch bản hay bấy nhiêu. Ta để ý đi. Tại vì thường những cái vai phản diện nó sẽ là những cái vai tạo ra kịch tính, mâu thuẫn. Chứ nếu bây giờ trong một cái vở kịch ai cũng hiền hết trơn thì làm gì có sự kiện. Phải có những nhân vật phản diện nó mới tạo ra sự kiện, mới tạo ra xung đột, thì từ đó mới có kịch. Vậy thì nếu bây giờ nói là một cái vai diễn mà anh Nghĩa đang chờ nhất để thể hiện, anh Nghĩa sẽ chờ đợi vai gì ạ? Thiệt ra anh không có chờ đâu em. Tại vì anh đó, nếu gọi là các dạng vai diễn á, thì gần như mình đã diễn qua hết rồi. Già, trẻ, bé, lớn, trai, gái gì mình cũng diễn qua hết. Độc, hài, lẳng, hiền, lành mình qua hết. Cho nên thật sự để gọi là một cái dạng nào mà anh chưa từng diễn qua thì chắc có lẽ là không có. Nếu bây giờ mình không nói là dạng vai mà mình nói về một vai cụ thể luôn, ví dụ một cái vở nào mà anh rất muốn đóng. Anh rất muốn đóng vai Từ Hải. Vai Từ Hải đó thì là một cái nhân vật mọi người cũng đã biết, vai năm tấc rộng, thân 10 thước cao, râu hùm hàm én mày ngài, tất cả mọi cái, một người lẫm liệt uy nghi như vậy đó, sẽ rất ít người nghĩ rằng anh có thể đóng được cái dạng vai như vậy, một cái dạng, một cái kiểu nhân vật, một cái kiểu anh hùng như vậy. Mặc dù nhân vật Từ Hải là một nhân vật người hùng có dũng, nhưng mà sao không có mưu, hữu dũng vô mưu, đó là cái nhân vật mà người ta vẫn hay gọi là như vậy. Nhưng mà thể hiện được cái khí phách của một người đàn ông, của một người anh hùng như vậy á, nó không có dễ. Một cái người mà ngoài xa trường á, là một cái người dũng mãnh, trời ơi giết người như ngoé, nhưng về nhà lại trở nên mềm yếu dễ thương với cái người phụ nữ mà mình yêu. Thì đó, cái nhân vật Từ Hải là cái nhân vật mà anh đang rất muốn được thể hiện. Mặc dù anh đã từng xem qua một vài bản về truyện Kiều trước đây trên sân khấu, nhưng mà anh chưa cảm thấy rằng có một cái vai diễn Từ Hải nào làm cho mình thật sự mà yêu thích. Làm sao khi mình xem cái tác phẩm đó, mình yêu cái nhân vật đó. Cho nên đó là một cái điều mà anh đang mong muốn được thể hiện. Và nó sẽ là một thử thách rất lớn dành cho anh. Bây giờ quay ngược trở lại với Lê Văn Duyệt và Huỳnh Công Lý của anh. Cái vai đó của anh yêu thích nhất là điểm nào ạ? Anh thích nhất là cái chỗ cuối cùng khi ông bị xử án á. Tại vì sao? Lúc đó là cái chỗ mà anh cảm nhận ổng giống như con người bình thường, cũng biết run sợ. Cái cảnh mà người ta thích nhất thường là cái cảnh mà anh cùng với ông Lê Văn Duyệt đối đầu với nhau. Cả hai đưa ra những cái lý lẽ, bên đây thì đó là quyền lực, là cha vợ vua, là quốc trượng này kia, bên kia là vì dân vì nước, hai bên đối nhau chan chát, thì khán giả thường vỗ tay rất nhiều ở cái đoạn đó. Nhưng mà cá nhân anh, khi anh là một diễn viên á, thể hiện cái đoạn đó với anh không khó. Cái khó là cái cảnh cuối cùng. Khi mà bị đưa ra pháp trường, mặc dù cái đoạn đó nhân vật Quỳnh Công Lý lời thoại rất ít, chỉ có một vài lời thôi. Đầu tiên là cái lời mà xin tha mạng, sau đó là cái lời dụ, giống như là mua chuộc ông Lê Văn Duyệt bằng tài sản của mình, và cuối cùng nó là những cái tiếng rên xiết sợ hãi này kia thôi. Nhưng mà khi mình đào sâu vào nhân vật để mình diễn á, thì mình thấy đó là cái lúc mà ổng giống một con người bình thường nhất. Ông cũng có bao nhiêu cái sự sợ hãi như những người dân trong thành gia đình từ xưa đến nay. Ông cũng sợ chết, ông cũng gồng lên, ông cũng xù lông lên. Ông lấy cái danh vị quốc trượng của ông ra để ông lấn áp, ông trấn áp mọi người, nhưng mà vẫn không được. Và cuối cùng ông sợ hãi, và trong cái đoạn đó, tại vì lúc đó tóc tai anh rủ rượi trơn rồi nên khán giả khó thấy, chứ thật ra lúc đó bao giờ anh cũng khóc. Cái sự giãy giụa, cái tiếng gào thét lạc giọng cuối cùng trước khi bị chém là cái đoạn mà anh rất mệt, nhưng mà anh rất thích. Bởi vì sao? Lúc đó anh cảm giác giống như là một cái giây phút cuối cùng của một con thú nó lồng lên trước khi nó tắt thở. Lúc đó là cái lời của ông Lê Văn Duyệt đang phán tội, đang xử tội, truyền mang ra pháp trường tên đấy kia. Thì anh cứ bám hai cái ngọn giáo đang che trước cần này, anh gào cứ như vậy thôi. Đó, thì cái sự sợ hãi đến tận cùng cái giây phút đó, đó là cái giây phút mà anh cảm thấy anh rất thích trong cái vai Quỳnh Công Lý khi mình là một người diễn viên.
Câu chuyện về anh Đại Nghĩa thì sẽ còn dài. Ngày hôm nay thì Tùng chưa nhắc nhiều những lĩnh vực khác vì Tùng nghĩ rằng là Tùng sẽ phải khai thác từ từ. Nên ở phần này thì quý vị chỉ nói đến những cái vai diễn của anh Nghĩa thôi. Xin mời quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay với phần 2 của chương trình. Đây là phần duy nhất mà em không có chuẩn bị, bởi vì em không có giỏi làm trò chơi. Nên em để nhờ các bạn biên tập viên làm giùm, và các bạn nói rằng là lần này thì chả có một cái thử thách nào dành cho anh Nghĩa cả, mà đây sẽ là những câu hỏi khác để anh có thể chia sẻ nhiều hơn với khán giả mà thôi. Bóc đại phải không? Dạ, bóc hết anh ạ. Ôi, bóc đại một cái thôi chứ. Ok, gì đây? Một sự cố đáng nhớ nhất trên sân khấu. Sự cố đáng nhớ nhất trên sân khấu hả ta? Sự cố đáng nhớ nhất nhiều quá, sao nhớ nổi trời. Thiệt, tại vì cái việc mà diễn viên sân khấu mà diễn hàng đêm á, cái chuyện mà va vấp hay là xúc sổ đổ tháo, thậm chí có những cái lúc mà đang diễn phát hiện ra mình chưa kéo vẹt mới tuy quần nữa kìa em. Cho nên đó là những cái sự cố mà diễn viên gặp hoài, hoặc là sự cố mà ngủ quên trên sân khấu nữa kìa. Họ đang diễn cái vở An Ly và Thần Băng Giá ngày xưa Đình Toàn dựng á, cái vở duy nhất mà Đình Toàn cho anh đóng vai hiền lành mà vai chánh em, đóng vai An, còn Lê Khánh đóng vai Ly, hai anh em á. Thì có một cái đoạn giống như là hai anh em bị cái bà chúa tuyết là anh Lộc đóng á, làm phép gì đó, cái mê man nằm ngoài sân khấu kìa nè. Rồi sau đó bà mẹ mới xuất hiện, bà mẹ hát ru rồi đứa con mới tỉnh dậy. Mệt mà em, một ngày thời điểm nó diễn 3 suất. Thời điểm đó ngày xưa chủ nhật là diễn 3 suất, chủ thứ bảy là 2 suất. Đến cái suất thứ ba đó, mệt quá đó, cái nằm là ngủ luôn em, ngủ luôn trên sân khấu. Đó, đến lúc dậy không dậy. Tại vì nằm ở trên sân khấu mà máy lạnh em ở nhà hát Bến Thành, nó trời nó mát, nó đã gì đâu vậy đó. Là lúc đó mọi người đánh thức thiệt sự luôn mới dậy được đó. Đó, những cái sự cố kiểu đó nhiều lắm. Nên này kể không hết nổi đâu, nhiều lắm. Rồi, một cái năm lá đi. Em nghĩ là mỗi cái nó cũng có nhiều câu chuyện vui rồi. Món ăn ưa thích sau đêm diễn. Trả lời ngay, sau đêm diễn không ăn nha. Ủa sao vậy? Sao tự nhiên thái độ vậy? Sau đêm diễn ăn rất ít nha, hoặc là có ăn rau củ thôi. Tôi có đi ăn với anh đấy. Và anh chỉ ăn rau thôi quý vị. Thứ nhất là sơ mộc. Một cái sự xỉ nhục với những người thích ăn như tôi. Cho nên là thôi không ăn. Rồi thêm lá thứ ba. Một biệt tài ít người biết hả? Chắc không quá. Tại vì giờ trên sân khấu, trên sàn diễn anh đã... Anh phải lấy con bản thân anh ra để anh khai thác rồi, em biết rồi. Nên bây giờ sẽ là câu hỏi khác, anh yên tâm em nhiều câu hỏi lắm. Món quà đặc biệt trên sân khấu. À, món quà đặc biệt trên sân khấu gần đây nè, có một cái bạn xem ngày xưa về á, làm tặng cho anh một cái con búp bê. Con búp bê thì tử tế. Đó là cái điều đặc biệt là vì sao? Là bởi vì con nít, các bạn nhỏ nhỏ đó coi về là chỉ khoái Sinbad với công chúa May thôi. Trời ơi, em hỏi Đình Toàn coi suất nào Đình Toàn cũng nhận được tranh ảnh vẽ hình mình. Không biết có lén lúc đặt hàng riêng không, mình không biết. Nhưng mà suất nào không có hết trơn em. Kể cả những bức tranh bự bự kia nè, vẽ hình Sinbad hoặc là công chúa May. Phải nghi ngờ nha. Thiệt em, nhưng thầy tư tế thì không. Thầy tư tế thì không em ơi. Thầy tư tế thì gần như là ít nhận được quà lắm, mà đa phần là các bạn thể hiện tình cảm bằng cách lên sân khấu chụp hình thôi. Và xin ôm cái, nói rằng chú là tuổi thơ của con vậy thôi. Chứ không có bạn nào làm con búp bê hình thầy tư tế. Chỉ có một bạn, sau khi về anh mở ra anh bất ngờ. Ồ, hóa ra cái nhân vật của mình cũng có những cái bạn nhỏ mà thích và làm cho mình một món quà nó ý nghĩa như vậy. Đó, cho nên đó là một cái điều mà anh cảm thấy rất là ấn tượng. Nếu như anh đóng vai chính diện, nhận được cái món đó là bình thường. Còn đóng vai phản diện mà với con nít nữa, cho nên nó không dễ. Mỗi khi hóa trang chú trọng điều gì nhất? Hóa trang chú trọng đôi mắt nhất. Bởi vì đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đôi mắt nó thể hiện tất cả cái thần thái của nhân vật. Nếu như mà nhân vật phản diện á, cái đôi mắt mình phải vẽ làm sao cho nó ra được cái tia ác. Cái màu sắc nó cá tính, nó ấn tượng. Nhưng mà khó nhất á, là khi mình đóng vai hiền. Khi mà đóng vai hiền mà những cái vai mà nó cần phải có hóa trang nhiều, chẳng hạn như là những ngày xưa đi, ví dụ như khi mình đóng vở xã hội bình thường thì nếu đóng vai hiền chả cần phải vẽ gì nhiều, chỉ cần cái nền thôi hoặc là vẽ râu gì đó thôi. Nhưng đóng những cái vai trong ngày xưa mà đóng vai hiền á thì cần phải tô điểm cho nó nhiều một chút á, thì làm sao để cho cái gương mặt mình nó hiền, đó là một vấn đề. Tại vì cái mặt của anh em biết không, giống như là cái giao diện của mình á, là người ta hay nói là nhìn là thấy ác rồi.
nhìn là thấy ghét, thấy mất cảm tình rồi. Cho nên là bây giờ nếu mình đóng vai hiền thì mình phải vẽ làm sao cho người ta tin tới là vai hiền. Mà nhiều khi mình đóng vai hiền mình ta có cảm giác mình ăn luôn vai chính á. Lần đầu tiên các bạn biên tập viên không hề làm khó nhân vật của chương trình mà chỉ giúp cho chúng tôi hiểu rõ hơn về nhân vật thông qua những câu hỏi rất là hay. Và hy vọng là nếu mà quý vị muốn biết nhiều hơn về anh Đại Nghĩa thì quý vị cứ gửi thư về cho fanpage của chương trình để chúng tôi chuyển đến anh ấy quý vị nhé. Còn bây giờ sẽ là phần 3 của chương trình ngày hôm nay. Cứ mỗi một mùa đi qua thì Stray chính hàng cuối tuần sẽ có một cái sự thay đổi về cái thông điệp cuối cùng. Cái thông điệp trước đây thì tụi em có nói về cái niềm yêu thích đọc sách để tất cả các nghệ sĩ tới sẽ khuyến khích khán giả của HTV đọc sách nhiều hơn thông qua một tủ sách mà mỗi người gửi một cuốn. Còn cái mùa này thì em muốn mọi người sẽ nói về mỗi người mang đến một cái câu chuyện, một kỷ vật để mọi người yêu quý hơn tất cả những thứ đang tồn tại xung quanh mình. Hôm nay em rất là mong muốn cùng với khán giả lắng nghe về một câu chuyện liên quan tới một kỷ vật nào đó của anh Nghĩa. Thật ra hồi sáng anh đi anh có mang theo, đó là một tấm hình anh bỏ trong túi áo, nhưng mà không phải túi áo này. Khi mà gần đến phim trường anh thay cái áo này thì anh bỏ trong cái túi áo cũ và cuối cùng không có tấm hình đó ở đây. Và thật ra tấm hình đó cũng không phải là của một mình anh. Tấm hình đó anh chụp cùng với một diễn viên cũng rất nổi tiếng. Và cái tấm hình đó anh chụp vào ngày 30 tháng 4 năm 1997. Người diễn viên chụp cùng với anh thời điểm đó chính là anh Trương Minh Quốc Thái. Diễn viên Quốc Thái bây giờ. Thì tại sao anh muốn mang đến phim trường cái tấm hình đó mà gọi nó là một cái gọi kỷ vật? Thật ra nó không có gắn bó với một cái vai diễn nào của anh cả, nhưng nó gắn với một cái thời thanh xuân của anh và anh Quốc Thái. Anh và anh Quốc Thái quen nhau tầm vào khoảng năm 1996, 95, 96 gì đó. Hồi nãy anh có kể cái chi tiết là anh sinh hoạt ở câu lạc bộ để anh tân sư nhất, đúng không? Yeah. Anh là khóa 1, anh Quốc Thái là khóa 3, học sau anh 2 khóa. Đó. Thì khi anh đã tốt nghiệp xong rồi, lúc đó thầy của anh là nghệ sĩ ưu tú Lân Bích mới hay nhờ anh về lớp để xem coi các anh, các chị hoặc là các em ở khóa sau á tập như thế nào, phụ thầy. Thì trong cái lớp đó đó, anh về anh phụ thầy, anh phát hiện ra có hai nhân tố rất là nổi trội trong lớp, đó là anh Quốc Thái và một chị nữa tên là Mỹ Phượng, và hai anh chị diễn chung với nhau. Thì từ đó mới tạo thành một cái mối quan hệ của ba anh em, anh Thái và chị Phượng chơi rất thân với nhau thời điểm đó. Đó. Và sau đó đến năm 97 tầm khoảng tháng 7 tháng 8 gì đó đó, lúc đó anh Thái anh thi cái cuộc thi triển vọng điện ảnh. Thì năm đó anh cũng là cái người hỗ trợ cho anh Thái cùng với chị Phượng tham gia cuộc thi. Và anh Thái anh được giải nhất năm đó. Thì từ cái bước ngoặt đó là anh Thái anh thật sự trở thành một diễn viên trẻ triển vọng, mà sau này là một nghệ sĩ nổi tiếng như bây giờ mọi người đều biết. Thì cái tấm hình nó tại sao anh thích? Đó là bởi vì nó lưu dấu lại cái thời mà hai anh em chưa thật sự đặt chân vào nghệ thuật. Năm 97 là lúc đó anh mới có 18, 19 tuổi gì đó. Anh Thái lúc đó là 23 tuổi. Hoài bão của hai đứa nó lớn lắm. Ước mơ của hai đứa về nghệ thuật á, nó đẹp vô cùng luôn. Và lúc đó cả hai đều đang gọi là trên cái quá trình đi tìm để chạm tay vào ước mơ của mình. Thì khi bây giờ mình nhìn lại á, hồi đó hai đứa nó dễ thương, nó hồn nhiên, cái nụ cười nó trong trẻo lắm. Chưa có một cái gì để mình quá vướng bận cả. Nhưng nó là một cái quãng đời đẹp nhất mà nó ôm ấp biết bao nhiêu cái hoài niệm. Đó, và cả hai đi tuy là hai hướng nhưng cái sự nỗ lực, cái sự cố gắng và phấn đấu á, cũng không khác gì nhau lắm. Và cả hai cũng đã chạm được cái ước mơ, chạm được cái hoài bão tuổi trẻ của mình. Để bây giờ thỉnh thoảng khi anh em có dịp gặp nhau trong một cái dự án phim hoặc là một cái buổi cà phê nào đó bên ngoài, hai anh em vẫn thỉnh thoảng nhắc lại cái hành trình mà mình đã đi qua, để mình tôn trọng những cái người thầy, những cái người cộng sự đã giúp mình, đã hỗ trợ mình để mình có được cái thành quả như ngày hôm nay. Để mình thấy cả một cái quãng đường mình đã trải qua như thế nào, mình yêu quý nó. Em nghĩ anh Quốc Thái đang là người bất ngờ nhất hôm nay. Bởi vì là không ngờ trong một cái chương trình trò chuyện cùng với nghệ sĩ Đại Nghĩa mà tự nhiên mình được nhắc tên. Em cảm ơn anh đã kể lại một câu chuyện hay để cho khán giả thấy được là kỷ vật đôi khi nó chính là một cái thời mình đi qua. Và nó nhắc nhở cho những bạn trẻ thấy được điều mà anh cũng gửi gắm, đó chính là tìm cho ra được cái đam mê của mình và theo đuổi nó. Còn với giá trị của chương trình ngày hôm nay thì em cảm ơn anh là bởi vì anh đã đến và chia sẻ về cái con đường về diễn xuất của anh, để thấy được rằng là ở con người anh, cái điều em cảm thấy nó thú vị nhất nó vẫn là cái đầu tư của anh cho cái đam mê của anh. Em vẫn bị ấn tượng rằng là chưa một người nghệ sĩ nào nói cho em cái rõ nét về cái phần phân tích và chịu khó như anh đã nói. Nên em một lần nữa không chỉ yêu quý anh vì những vai diễn mà em còn yêu quý hơn là
cái con đường đi của anh trên cái con đường diễn xuất này. Cảm ơn Tùng, cảm ơn chương trình đã cho Đại Nghĩa có một cái cơ hội chia sẻ. Bởi vì cũng có nhiều chương trình giống như cái kiểu là kể chuyện đời tôi á. Yeah. Nhưng mà anh ít nhận lời lắm, bởi vì anh nói trời, đời mình cũng quá nhiều báo chí, thông tin khai thác rồi. Thì yeah, mình có còn gì đâu để mà kể. Nhưng mà hôm nay chúng ta kể cho nhau nghe những cái góc độ khác trong cái câu chuyện về nghề nghiệp, hoặc là những cái câu chuyện về cái con đường để đi đến cái sự thành công, chạm tay vào được ước mơ. Thì đó là một cái góc khác mà anh cảm thấy rất là thích. Cảm ơn Tùng, cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe, đã theo dõi ạ. Quý vị biết không, ngồi gần anh Đại Nghĩa và chắc là bị lan tỏa bởi cái tinh thần mà anh mang tới. Tự nhiên Tùng cảm thấy yêu cuộc sống hơn rất nhiều, là bởi vì có cái điều yêu cuộc sống, có cái đam mê và có tất cả những sự cố gắng, thì tự nhiên mình cảm thấy mình có thể lan tỏa được cái năng lượng đó đến cho người khác. Ngày hôm nay anh Nghĩa mang điều đó đến cho Tùng. Còn quý vị, thông qua một màn ảnh nhỏ, chúng tôi chỉ mong muốn rằng câu chuyện này sẽ giúp cho quý vị yêu hơn chính cuộc sống của quý vị, đam mê của quý vị. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ngàn năm trôi mãi, trôi hoài về biển lớn. Và mình cùng hát lên nào lời tình tha thiết, cùng hát lên nào lời mình muốn nói, cùng hát lên đi cho đêm vui khắp trời và ngày thêm ước mơ. Dù rằng đầy lắm thăng trầm đường dài phía trước và lối đi về ngập ngềnh ai biết, cùng hát vang lên dù tan đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui. Còn gọi mùa xuân đến với đây, này anh ơi, xin người chớ lo âu vì cuộc đời còn bao nắng ấm. Sóng vẫn còn gọi bờ cát trắng biển chiều, nước vẫn còn một màu xanh biếc thuở nào. Dòng sông xưa vẫn ngàn năm trôi mãi, trôi hoài về biển lớn. Trời và ngày thêm ước mơ, dù rằng đầy lắm thăng trong đường dài phía trước và lối đi về gập ghềnh ai biết, cùng hát vang lên dù tan đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui. Và mình cùng hát lên nào lời tình tha thiết, cùng hát lên nào lời mình muốn nói, cùng hát lên đi cho đêm vui khắp trời và ngày thêm. Đầy lắm thăng trầm đường dài phía trước và lối đi về gập ghềnh ai biết, cùng hát vang lên xua tan đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui.
lần anh căng thẳng, anh stress á, là anh sẽ mập lên. Nhưng mà cái khó khăn hơn đó là cái việc duy trì. Tại cái thời điểm đó, em làm cho ba mẹ em hiểu lầm em. Và bản thân em cũng hiểu lầm ba mẹ em. Em không dám nói là em thương ba mẹ em. Vậy là em đã rèn cục hơn bằng cách la người khác. Dạ. Ồ. Trong vô thức của anh, chứ em không có cố tình.